Sĩ lớn đều vẽ chân dung nhân loại theo kiểu cách riêng của mình. Mà nhân loại thì có hàng tỷ sinh linh, mênh mông như đất trời, bao la như vũ trụ. Trịnh Công Sơn là một nghệ sĩ tài hoa, đa sắc, đa tài, luôn sống hòa điệu, hết mình với đất nước, quê hương, nên nhạc sĩ cũng ưu tư, thích vẽ lại trái tim và khối óc cả loài người. Bây giờ, khi người nghệ sĩ tài hoa ấy đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhiều người lại chỉ thích nhắc đến Trịnh Công Sơn như là nhạc sĩ viết tình ca hay nhất thế kỷ. Chỉ chăm chăm hoài niệm vài ca khúc nổi tiếng một thời của Trịnh Công Sơn như Diễm Xưa, Cát Bụi và Một Cõi Đi Về, nên tôi cũng muốn có đôi điều bày tỏ. Trịnh Công Sơn quê quán ở Huế. Tôi là người quê ở An Giang. Chúng tôi thuộc thế hệ những người bạn quen cùng thời, lỡ sinh ra trong thời lửa đạn, cùng lớn lên trong thành phố Sài Gòn, nên ít nhiều tôi cũng có đôi chút kỷ niệm quen biết với Trịnh Công Sơn. Bởi tôi là một trong những người đã vẽ chân dung Trịnh Công Sơn từ rất sớm, từng cộng tác với Trịnh Công Sơn trong nhiều bộ phim. Dạo đó là những năm Sài Gòn mới giải phóng, cái thời khốn khó mà đồng bào cả nước chúng ta còn ăn cơm độn, bo bo, khoai mì. Trịnh Công Sơn nhớ lại. Tụi tôi mà Võ Văn Kiệt trước đây là tụi tôi trong giới anh em văn nghệ sĩ thường gọi là anh Sầu Dân. Thì hồi sau 75, những năm đầu tiên, chúng tôi có thành lập một cái nhóm gọi là nhóm giới thiệu sáng tác mới. Có gì đâu em, vì tôi còn nhiều nợ, nhiều nợ nợ cha tôi một dòng máu đỏ, nợ mẹ tôi, nợ những thiên đường, nợ những câu kiều thương thân cô tâm, nợ lời ru xưa. Thì sau một thời gian hoạt động ngắn thôi, thì Sầu Dân anh có biết nghe và biết đến cái nhóm này, anh có nhờ người là để mà gì nữa mời nhóm này xuống An Phú để gặp anh Sáu, để mà trao đổi một số vấn đề liên hệ đến văn học nghệ thuật, nhất là về âm nhạc. Nhóm của chúng tôi là nhóm âm nhạc. Thì anh rất thích cái nhóm này và anh thích những sáng tác mới của nhóm này. Nhưng mà có nhiều điều chúng tôi lúc đó cũng chưa tiền để viết ra. Thì qua anh Sáu, anh bảo là cứ viết tự nhiên, cứ viết tự do. Có cái gì trong cuộc sống mà cần thiết phải phát biểu qua hình thức của âm nhạc thì nên nói để cho mọi người nghe. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn hơi gay go mà cũng rất khó khăn để mà có thể nói được nhiều điều trong đời sống bình thường của xã hội. Tuy nhiên Sáu nói là bây giờ mình đề nghị là cứ viết, cảm thấy cái gì thì viết cái đó thôi, để cho nó tự nhiên. Thì trong cái loạt bài đầu tiên mà viết đó thì tôi có viết một bài là anh Sáu anh có than phiền, anh có buồn về chuyện này lắm. Đó là những cái năm đầu tiên là
cái số người trí thức của thành phố bỏ đi rất nhiều. Và có nhiều người đi và để thư lại chân sáu. Thì tôi cũng có đọc được một hai là thư đầy tình cảm, nhưng mà vì đời sống khó khăn của họ không thể ở lại, phải đi. Thì từ đó tôi mới viết bài Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên. Đó là muốn gửi gắm một cái gì đó cho những người đã ra đi, muốn nói đến cái tình cảm của những người ở lại. Thì nếu có đi thì hãy trở về, bởi tất cả những người ở lại đây đều nhớ đến những người ra đi cả. Tiếng hát Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên suốt từ dạo đó đến bây giờ vẫn luôn được người hâm mộ nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn xem như là một trong những khúc ca hay của Trịnh Công Sơn đã cất lên và bay xa khắp mọi miền đất nước, đến cả những phương trời xa, thiết tha mời gọi những đứa con đi xa quay trở lại quê hương. Thế mà khi ấy vẫn có vài hiểu lầm, ngộ nhận đáng tiếc xảy ra làm buồn lòng tác giả. Bởi hiếm có ai biết được sự thật rằng chính ai đã là người đầu tiên gợi ý sáng tác cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn nhớ lại. Rồi thời kỳ mà bên chỗ Trị An bắt đầu, thủy điện Trị An bắt đầu mà khởi công, thế nên sáu anh cũng rủ tôi đi lên trên Trị An. Ngay những ngày đầu tiên là đã lên đó rồi, nên hát cho công nhân nghe. Và sau đó tôi có viếng bài về Trị An, về dòng điện Trị An. Có lẽ hiếm có nhà lãnh đạo cao cấp nào ở thành phố ta thời nay, theo chỗ tôi được biết, lúc nào cũng tỏ ra tận tâm, yêu mến và trân trọng giới văn nghệ sĩ, chân tình, đằm thắm, thiết tha đến như đồng chí Võ Văn Kiệt. Giữa đồng chí với họ không còn có sự cách ngăn của hàng rào quan chức, mà chỉ còn đọng lại tình anh em, tình bè bạn thân tình. Có quá nhiều người nổi tiếng đã viết và làm phim về Trịnh Công Sơn, nhiều đến không thể nhớ xuể. Hiếm có nghệ sĩ đương thời nào may mắn có được diễm phúc như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhưng có lẽ chưa có nhiều người được xem những đoạn phim tài liệu hiếm hoi bằng phim nhựa về Trịnh Công Sơn mà tôi đã là tác giả chính, để mà yêu mến, cảm thông thêm hơn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Giờ đây, một năm sau ngày giỗ đầu của Trịnh Công Sơn, nếu tôi có nhắc đến đôi chút kỷ niệm về Trịnh Công Sơn, thật ra thì tôi cũng chỉ muốn tâm sự rằng những nghệ sĩ lớn của Việt Nam, dù sống trong bất cứ thời đại nào, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta, nghiệm ra đều là những nghệ sĩ có nhân cách lớn, luôn sống tận tâm hết mình với đất nước, quê hương. Vâng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn luôn xứng danh là một con người như thế.